Chiều ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Nguyễn Phương Nam, Lê Chí Thái, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc. Hội nghị nghe và cho ý kiến vào các nội dung, nhiệm vụ, dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân huyện, một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cam kết với tỉnh ủy trong năm 2023. Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại các phòng, ban, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện tháng 4 năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tháng 5 năm 2023. Báo cáo công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện tháng 5 năm 2023. Báo cáo kiểm điểm công tác giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đề án tăng cường quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2021-2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm khác. Trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành của tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện, cùng sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tích cực chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể, cân đối các nguồn lực để tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng, năm 2022 đạt 61,5 triệu đồng, ước thực hiện năm 2023 đạt 66,2 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường được quan tâm, phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa phát triển rộng khắp trên địa bàn, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện, kế hoạch số 3959 của Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tỉnh ủy giao năm 2023. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, xử lý vi phạm luật đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời triển khai hiệu quả các đề án, dự án đã được phê duyệt. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan tham mưu tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung lưu ý. Phòng Tài chính kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với tất cả các nguồn vốn được giao, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn quyết toán công trình hoàn thành đảm bảo theo quy định. Ban quản lý dự án công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Phòng Nông nghiệp tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn thu hoạch các cây trồng vụ đông xuân 2022-2023, gieo mạ và hướng dẫn gieo trồng các cây trồng vụ mùa 2023, nhân rộng mô hình trồng lúa hữu cơ, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình nắng nóng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tập trung cao độ để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Phòng Lao động, Thương binh Xã hội tiếp tục tham mưu chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em, đặc biệt là đuối nước. Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra về hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước tại các xã, thị trấn. Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn khác của huyện xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.